nhanh Cường. Đóng đóng cửa giùm. Cường lát còn đánh với em nha. phải lựa lúc ông già, lựa lúc này. Trời ơi, hành nhau trong luôn đánh một vòng đấy. Hết rồi. Anh Cường đánh không được. Hả? Nào, cái này đánh xong rồi. Rồi, xong rồi. Anh đơn nói không rồi. Thắng rồi. Thì thắng luôn á, thì đó. Thì đó. Cho nên là hai cái này đánh vô nghĩa thôi. Thằng em đã xong rồi. Mẹ, thì coi như xong rồi. Còn có em đánh trận cuối nữa là biết. Em đánh với ai? Thằng gà. Anh Vinh còn lùi lụt nữa, em luôn nữa. Thì ba anh em thì vào hết. Thì ba có 4 shot thôi mà. Thì 4 shot thì ông Cao Nguyễn Trường Hải là một lần shot. Thì nói chung là cũng như kế hoạch đầu, nhưng mà em chạch bệt thôi. Em đâu đánh được. Vào bảng này cho nên đâu có shot. Thì hai ông này. Vào trong tay vậy.